Chào mừng quý thính giả và các bạn đã quay trở lại với kênh podcast của Bưu điện Việt Nam. Quý thính giả và các bạn thân mến, chỉ còn khoảng một tháng nữa thôi, chúng ta sẽ tạm gác lại những công việc bộn bề để trở về đoàn viên, quây quần bên gia đình với những người thân yêu để cùng ăn bánh, thưởng trà, ngắm trăng Trung Thu. Tết Trung Thu cũng là dịp để các doanh nghiệp, tổ chức hay là cá nhân thể hiện tình cảm và sự tri ân, cảm ơn đối với đối tác, khách hàng, người thân cũng như bạn bè thông qua những hộp bánh Trung Thu. Tuy nhiên, sử dụng dịch vụ chuyển phát có an toàn hay không? Bánh đến tay người nhận có còn nguyên vẹn hay không? Thời gian vận chuyển liệu có đáp ứng được không? Bởi vì với những loại bánh homemade, thời gian sử dụng thường sẽ khá ngắn. Đây chắc hẳn sẽ là những câu hỏi thường trực của mỗi người khi cân nhắc sử dụng dịch vụ chuyển phát để gửi bánh Trung Thu. Mong rằng podcast số 78 với chủ đề Dịch vụ chuyển phát nhanh bánh Trung Thu của chúng tôi ngày hôm nay sẽ giúp các bạn có thể giải đáp được những băn khoăn và đưa ra sự lựa chọn đúng đắn nhé! Quý thính giả và các bạn thân mến, hiểu được tâm ý và nhu cầu của khách hàng, mùa trăng năm nay, Bưu điện Việt Nam tiếp tục cải tiến, tối ưu cũng như cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh bánh Trung Thu thay ngàn lời muốn nói, gói trọn vẹn yêu thương. Với thời gian chuyển phát từ 12 giờ đến 3 ngày cùng giá cước cạnh tranh, tiết kiệm, dịch vụ chuyển phát bánh Trung Thu sẽ là lựa chọn hoàn hảo để gửi gắm tấm lòng, tình cảm đến người thân nơi phương xa. Đồng thời, đây cũng sẽ là giải pháp toàn diện để các công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, các cơ sở sản xuất, các cửa hàng, đặc biệt là các chủ shop kinh doanh online vận chuyển nhanh chóng đơn hàng bánh Trung Thu đến khách hàng trên toàn quốc. Đáp ứng đặc thù thời gian bảo quản ngắn ngày và các yêu cầu về điều kiện vận chuyển để đảm bảo nguyên vẹn hình dạng sản phẩm, Bưu điện Việt Nam đã thiết kế luồng vận chuyển dành riêng cho các bưu gửi có nội dung là bánh Trung Thu. Theo đó, bưu gửi bánh Trung Thu được ghi dấu nhận biết riêng để ưu tiên khai thác, vận chuyển trong thời gian sớm nhất, đảm bảo giữ trọn vẹn hương vị, chất lượng, hình thức sản phẩm, bất kể là đơn hàng lẻ hay đơn hàng số lượng lớn. Ngoài ra, khách hàng có thể dành tặng lời chúc mừng, cảm ơn, tri ân hay là nhắn nhủ lời yêu thương tới người nhận thông qua dịch vụ báo phát qua Zalo hoặc SMS được tích hợp trong dịch vụ chuyển phát. Với mạng lưới phủ khắp 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc đến tận thôn, xã, hải đảo, cùng kinh nghiệm vận chuyển nhiều loại nông sản, đặc sản, Bưu điện Việt Nam cam kết chuyển phát an toàn, nhanh chóng, sẵn sàng đồng hành, mang món quà đầy ý nghĩa và tâm tình gửi trao đến tận tay người nhận dù ở bất kỳ nơi đâu. Mong rằng những thông tin vừa rồi sẽ có ích cho bạn và người thân của mình. Khi có nhu cầu tham khảo về dịch vụ này, các bạn có thể liên hệ theo số hotline 1900 545481 hoặc đến các bưu cục để phục vụ gần nhất của Bưu điện Việt Nam để được tư vấn các bạn nhé. Chương trình được phát sóng trên các nền tảng Spotify, Apple Podcast và YouTube với tài khoản mang tên Bưu điện Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.